Thưa khán giả, thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe container từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10 năm 2023. Trong những ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung điều tra cơ bản, nắm tình hình các tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe container, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi theo quy định, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trong thời gian tới. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình Sóc Trăng. Trong những ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã huy động lực lượng phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với các loại phương tiện là ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container. Trong đó tập trung kiểm soát trên các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, khu vực các điểm trung chuyển, đón trả khách không đúng quy định, các tuyến khu vực kho cảng bến bãi, khu công nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông của chủ phương tiện và lái xe khi tham gia giao thông. Ở chủ doanh nghiệp có cho tôi ký một số giấy tờ để đảm bảo cho an toàn giao thông trong cái tháng 9 này, cũng như là không uống rượu bia hay là chở quá số người quy định. Khi lái xe thì tôi có đảm bảo cái tốc độ an toàn trên xe để đảm bảo hành khách ở trên xe của tôi. Trong đợt tổng kiểm soát xe ô tô chở hành khách và xe vận tải hàng hóa bằng xe container, thì trong đợt tổng kiểm soát này thì lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh đồng loạt ra quân kiểm tra tất cả các loại phương tiện ô tô khách và xe tải hàng hóa bằng container. Thì trong kiểm tra thì xử lý những hành vi vi phạm là theo các chuyên đề về các của kế hoạch của bộ đề ra. Thì trạm cảnh sát Mỹ Xuyên đã dùng tất cả các phương tiện thiết bị phục vụ để kịp thời phát hiện, và trong lúc kiểm tra thì nếu phát hiện lỗi vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Theo kế hoạch, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung vào xử lý các hành vi vi phạm về quy tắc giao thông, điều kiện của người điều khiển phương tiện và phương tiện như nồng độ cồn, ma túy, xe hết niên hạn sử dụng, quá khổ quá tải, vi phạm tốc độ, phần đường, làn đường, dừng đổ đón trả khách không đúng nơi quy định, chở quá số người quy định. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, qua 10 ngày ra quân tổng kiểm soát, lực lượng đã phát hiện và lập biên bản xử phạt trên 60 trường hợp là ô tô vận tải hành khách và container, với các lỗi vi phạm về tốc độ, quá khổ, quá tải trọng cho phép và chở quá số người quy định, tổng số tiền phạt là trên 150 triệu đồng. Theo sự chỉ đạo của lãnh đạo sở giao thông và chỉ đạo trực tiếp của đơn vị thanh tra sở, thì giao cho lực lượng thanh tra sở là xây dựng một kế hoạch để là tổng kiểm tra về đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa và container. Thì bên cạnh đó thì tôi đã tiến hành là kiểm tra, bước đầu là kiểm tra thực tế và kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải là cho làm cam kết. Thì bước hai tôi đã là kiểm tra cụ thể là từng phương tiện, khi phát hiện vi phạm mà các phương tiện tham gia kinh doanh vận tải bằng container thì chúng ta xử lý theo quy định của pháp luật. Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh xảy ra 109 vụ tai nạn giao thông, làm 66 người chết, 84 người bị thương, thiệt hại tài sản trên 396,7 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 44 vụ, giảm 25 người chết, giảm 47 người bị thương. Theo đánh giá chung, mặc dù tình hình tai nạn giao thông có chiều hướng giảm, nhưng vẫn còn ở mức cao. Qua đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông đã có hướng chỉ đạo toàn lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là trong dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 và chuẩn bị bước vào năm học mới. Các ông chí phải chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện nghiêm túc cái quy định số 81 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ. Cái thứ hai là giờ mình đang là thực hiện cái đợt tổng kiểm soát từ đây tới ngày 15 tháng 10. Là 3 ngày nay thì không có tai nạn giao thông là đáng mừng rồi. Cho nên là các đồng chí là tổng kiểm soát làm sao mà chúng ta không để cho là xảy ra các cái vụ tai nạn giao thông mà liên quan đến ô tô khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Đề nghị chúng ta là huy động lực lượng rồi sử dụng có hiệu quả các cái trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được trang cấp. Như nãy tôi nói là máy đo nồng độ cồn, là máy đo tốc độ, cân tải trọng, là các thứ phải nâng cao hiệu quả công tác sử dụng. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông sẽ góp phần chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi vi phạm, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người điều khiển và chủ phương tiện,
góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.